Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video để mình chia sẻ về các lĩnh vực về xây dựng. Thì hôm nay mình làm một video mình chia sẻ là vì sao chúng ta nên đổ bê tông cái sàn trệt. Bởi vì xưa đến giờ khi mà mình xây nhà thì cũng có nhà đổ bê tông sàn trệt mà cũng có nhà không đổ, họ chỉ có lăm le lớp đá mốt sáu thôi. Thì nó có đối với những cái nhà cấp 4 hồi xưa thì nó không sao. Nhưng mà cũng có những cái nhà mà chúng ta không có đổ bê tông thì nó sẽ dẫn tới rất nhiều các cái hậu quả mà khi mà chúng ta ở chúng ta mới nhận thấy. Đó, ví dụ như là những cái sàn mà nó bị bộp này, rồi nó bị trồi sụt này, nó bị côn trùng nó lên này, rồi nó bị thấm này, bị các thứ. Thì hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ cho các bạn những cái nguyên nhân mà nó bị tác hại của nó. Đó. Thì cái thứ nhất, tại sao chúng ta phải đổ cái bê tông lên sàn trệt? Thì cái thứ nhất ở đây ấy, là nó sẽ chống được cái sụt lún. Thì các bạn cũng biết rồi, đối với cái ngôi nhà mà chúng ta xây thì chúng ta phải đào các cái móng. Đào cái móng xong thì chúng ta lại phải lấp cái đất lại. Nhưng mà khi mà lấp đất lại chúng ta đầm nó không kỹ ấy. Và các bạn cũng biết rồi, cái đất một thời gian sau ấy, nó mới rẽ xuống, nó mới cứng xuống được. Mà chúng ta xây nhà trong cái thời gian nó quá nhanh ấy, thì chúng ta chưa thể chúng ta đầm mà chắc được, giống như cái đất nó tự nó lèn xuống. Nên là chúng ta không có đổ bê tông sàn trệt thì nó rất là dễ dẫn tới cái hiện tượng mà cái nền nó bị sụt lún sau cái quá trình chúng ta ở được một thời gian. Thường là khoảng một năm mà chúng ta đã thấy những cái tình trạng sụt lún rồi. Khi chúng ta gõ xuống cái nền chúng ta nghe nó bộp 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 và chúng ta biết là cái nền nó đang bị rỗng rồi, bị sụt lún xuống đó. Và đặc biệt là những cái vùng mà đất yếu, những cái vùng mà chúng ta bơm cát vào cái nền á, thì nó còn dẫn tới những cái hiện tượng mà các cái cát ở trong cái nền nhà chúng ta nó bị chạy đi chỗ khác, nó chui xuống dưới đất, nó chạy đi chỗ khác. Mà nếu mà chúng ta không có đổ bê tông cái sàn trệt ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị bồn, bị sụp xuống, nó bị mất cái lượng cát ở trong cái nền nhà chúng ta đi. Đó, đó là cái tác hại thứ nhất. Cái tác hại thứ hai thì cái sàn nhà nó rất là dễ bị rung. Còn nếu mà chúng ta đổ thì nó sẽ chống được cái rung nữa. Thì các bạn biết rồi, thì khi mà chúng ta đổ cột và chúng ta đổ một cái sàn riêng, nó tách biệt ra, nó tách biệt giống như là một cái sàn lầu vậy đó. Thì khi mà chúng ta ở, mà đặc biệt là những cái nhà mà ở những cái đường lớn đó, những cái đường, những cái xe lớn nó chạy thì nó sẽ rất là dễ bị rung đó. Thì nó sẽ truyền, cái rung nó sẽ truyền trực tiếp vào trong cái nền nhà, thì cái nhà chúng ta rất là dễ bị rung. Còn đối với chúng ta đổ một cái sàn luôn, cái sàn bê tông ấy, thì nó sẽ hạn chế được rung rất là nhiều đó. Bởi vì nó là một cái khối nó cứng và nó giống như một cái hệ sàn của chúng ta ấy, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng mà nó bị rung cái nền đó. Đó. Và cái thứ ba là lợi ích của cái đổ cái sàn trệt nữa là chúng ta sẽ hạn chế được cái thấm. Thì các bạn biết rồi, đối với những cái vùng đất mà nó có nước nhiều ấy, thì nước nó thấm và nó xì lên, nó xì lên các cái lon gạch của chúng ta ấy. Đó, và nó nhìn nó rất là dơ, nó làm vàng hết các cái kẽ lon gạch của chúng ta. Còn đối với cái tường ấy, thì cái thấm nó lâu ngày ấy, nó sẽ ngấm một cái gạch, nó ngấm một cái gạch xây của chúng ta ấy, nó sẽ làm mục cái gạch. Và các bạn sẽ thấy các cái hiện tượng mà xung quanh cái chân tường ấy, những cái nhà ở một thời gian ấy, là nó sẽ bị thấm và nó mục hết, và nó bị chảy nước ở trong cái chân tường ra nữa, thì nó gây ra mất thẩm mỹ này, nó làm xuống cấp công trình nhanh này, nhiều khi nó còn gây ra các cái nấm mốc ở trong cái chân tường đấy, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta nữa. Đó, nên là các bạn cũng cần phải lưu ý cái vấn đề này. Đó, khi mà chúng ta đổ cái bê tông cái sàn trệt luôn á, thì nó sẽ tạo ra nguyên một cái sàn á, nó tách biệt ra giữa cái nền đất của chúng ta với cái tường xây. Nên là cái tường xây chúng ta xây trên cái sàn của tầng trệt đấy thì nó sẽ chống thấm được rất là tốt. Đó. Và nó không có những cái hiện tượng mà bị thấm dưới cái nền nó xỉ cái nước lên. Đó, nên các bạn cần phải lưu ý cái này. Để làm sao chúng ta đổ bê tông cái sàn trệt cho nó tốt cho nhà chúng ta. Đó. Cái thứ 4, ở đây là cái mình cần phải lưu ý nữa này. Thì khi mà chúng ta đổ bê tông sàn trệt thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng mà cái nền nhà nó bị trồi sụt hoặc là nó bị bung các cái gạch, mòn các cái gạch lên. Đặc biệt là đối với những cái vùng đất yếu á, mà cái nhà bên cạnh họ xây nhà á, họ sẽ ép cọc hoặc là đào móng.
Thì khi mà có những cái lực mà nó tác động vô, thì khi mà họ ép cọc thì nó có thể dẫn tới cái hiện tượng là cái đất nó bị căng ra, nó phải chiếm cái chỗ nào đó nó đẩy ra ngoài. Thì những cái nhà mà không có đổ các cái nền á, thì cái nền nhà nó rất là yếu, thì nó rất là dễ xảy ra cái hiện tượng mà cái nền nó bị trồi sụt, nó phình lên chỗ này, nó xẹp xuống chỗ kia. Thì cái đấy chính là cái mà nó rất là dễ gây cho cái nền nhà của chúng ta nó bị bung các cái gạch lên, nó bị hư cái nền nhà. Đó. Thì cái này các bạn cũng cần phải lưu ý này. Đó. Còn cái thứ năm là cái cuối cùng. Thì các bạn đổ luôn cái sàn trệt, nó có một cái lợi ích nữa là tạo thành một cái sàn bê tông, thì nó sẽ hạn chế được các cái con trùng, đặc biệt là các cái con sâu đất, các cái con mối, các cái con kiến mà nó đục ở dưới cái nền nó chui lên. Thì những cái ngôi nhà mà chúng ta chỉ có lâm le, chúng ta đầm nền thôi, xong chúng ta cán hồ, chúng ta lát gạch á, thì đặc biệt là những cái vùng đất mà ẩm thấp á, thì nó rất là dễ thấy những cái hiện tượng này. Đó. Thì mình gặp là rất là nhiều các cái hiện tượng là xung quanh các cái chân nhà, các cái móng nhà, các cái gòn gạch á, kiến ở đâu nó cứ đồ cứ đùn lên, đất lúc nào cả đống á, quét miết mà nó vẫn có. Đó. Đó là cái hiện tượng mà các cái côn trùng nó đang đùn lên á. Đất ở dưới nền nó lấy đất dưới nền nó đùn lên nền nhà. Đó. Thì khi mà chúng ta đổ cái sàn trệt thì chúng ta sẽ nhận được năm cái lợi ích này. Đó. Thì nếu mà các bạn thấy hay thì các bạn cũng sẽ quyết định cho mình là thi công nền trệt nên đổ bê tông hay không. Đó. Còn nếu mà các bạn còn thắc mắc cái gì nữa thì các bạn cứ comment dưới, thì mình biết được cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, mình chia sẻ như vậy thôi. Chào các bạn.